Là một buổi sáng mùa thu. Nay là một buổi sáng mùa thu. Hai anh em chúng tôi đang ngồi cà phê, có cái nhã ý như đúng là một cái buổi sớm mùa thu rất là đẹp thế này, mà tại sao anh em không chơi một vài bản nhạc của mùa thu. Đấy, xin giới thiệu tất cả mọi người, đây là nghệ sĩ guitar Đức Nhã. Xin chào cả nhà nhé. Đức Nhã guitar xin chúc cả nhà có một cái một ngày đầy năng lượng và vui vẻ. Hôm nay là anh em chúng tôi rất vui được ngồi với nhau ở một cái bầu trời thu Hà Nội, ở nhà hàng của một người anh rất là thân thiết, là nhà hàng Nam Long ở số 1 Trấn Vũ, Hồ Tây. Đây là một cái nơi mà view rất đẹp và cảnh vật rất nên thơ, cho nên là đồ ăn thì cực ngon rồi, cho nên là tức cảnh sinh tình là phải chơi nhạc với nhau. Xin mời thầy Mạnh. Vâng. Bởi vì lúc nãy là anh em ngồi tự dưng ngã có cái nhà ý thì thế, thì anh em tập qua một chút. Thế tuy nhiên là bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ chơi thật. Thế nhưng mà nếu quý vị khán giả ai mà muốn yêu cầu một nhạc phẩm nào đấy thì anh em chúng tôi sẽ chơi để dành tặng cho mọi người, để chúng ta tương tác với nhau một chút. Trong cái không gian mùa thu như thế này thì bài mở màn chắc là một cái bản nhạc Thu Quyến Rũ đi anh ạ. Nhờ, một bản nhạc chủ đề của buổi ngày hôm nay đấy là Thu Quyến Rũ. Thì xin tất cả mọi người lắng nghe. Vâng ạ. Trong khi chơi mà mọi người có muốn hát cùng thì cũng được nhá. Xin cảm ơn. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Ui, hôm nay có rất nhiều khán giả. Ban giám khảo đang ngồi đây này. Đấy, mọi người có thể xem. Đấy, tuyệt vời luôn, rất là xúc động. Vâng, ở đây chúng tôi rất lấy làm vinh dự và được ngồi ở đây nghe hai nghệ sĩ guitar Đức Nhã và nghệ sĩ kèn saxophone Duy Mạnh có cái buổi live stream này với một không khí như thế này, đẹp như thế này. Thì mọi người hãy vào cổ vũ cho hai nghệ sĩ của chúng tôi nhé, nghệ sĩ guitar Đức Nhã và nghệ sĩ kèn saxophone Duy Mạnh tại nhà hàng Nam Long số 1 Trấn Vũ. Vâng, và qua một bản nhạc thu quyến rũ vừa rồi cũng giống như là một cái chủ đề về mùa thu, cũng là cuối thu rồi. Vâng, và không biết là tất cả mọi người có yêu cầu gì không, thì anh em chúng tôi sẽ ok đưa xem hai kênh luôn đi, đúng rồi. Ok, bên này xem là mọi người rồi, quá tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ phải chào từng khán giả một chút để cho nó. Xin chào anh Lê Tiệp này. Xin chào Mạnh Đức Bùi. Xin chào chị Thiên Bình. Chị Nga. Đây, xin chào bố này. Bố cũng đang xem này. Rồi bên này. Bên này xin chào bạn Hà Xin này. Mẫn Thể này. Anh Phạm Quốc Tuấn này. Mỹ Ngọc Yêu Ga. Xin chào Linh Phương Nguyễn. Long Nguyễn. Quốc Hiệu, vâng, xin chào tất cả mọi người ạ. Ôi, tuyệt vời, tương tác quá nhiều. Triệu view rồi đấy. Vâng, và cái chủ đề mùa thu mình vẫn tiếp tục một chút. Mình sẽ chơi một bản nhạc Nhìn những mùa thu đi anh nhỉ. Đấy, bởi vì cuối thu rồi. Một bản nhạc nữa về mùa thu.
Vâng, xin cảm ơn ạ. Ôi đây có mọi người cũng đang xem này, tương tác này. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin cảm ơn một số người mới vào để chào con này. Ôi. Xin chào anh Nguyễn Minh Tuấn này, hay David Vinh Quang, Đinh Vinh Quang, Long Trần. Em xin chào Diệp Chu, xin chào anh Duy, Ngọc Ánh. Đây hình như có một người. Xin chào Tuấn Taylor này. Em chào anh Hải Ba Lô. Có một người nick là thích xem phim. Chút nữa để chơi bài Nhớ Mùa Thu Hà Nội. Em ở nước ngoài muốn nghe quá. Nhớ Mùa Thu Hà Nội. Nhớ Mùa Thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn anh nhỉ, đúng không? Rồi ok, một người bạn là có cái nick này là thích xem phim. Bạn ấy bảo là đang bên nước ngoài. Ok, mình sẽ chơi ngay. Bây giờ ở bên nước ngoài, nếu mà bạn ở châu Âu thì là đang là 5-6 giờ sáng gì đấy. Thì bây giờ bạn chào Bình Minh bằng một bản nhạc Nhớ Mùa Thu Hà Nội. À, xin chào anh Tây Môn Khánh này. xin ok đúng rồi. Thôi bây giờ mình bỏ cái ghế này đi. Xin chào bên chỗ anh Nhã này, chào anh Quốc Hiệu này, xin chào anh Đức Trọng Nguyễn, anh Xuân Hà, Thảo Lưu, Lương Dũng, Trường Quốc. Thế à? Ôi được tặng 200 sao. Ê, mọi người tặng sao đi. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người yêu quý quá. Chắc chắn là nếu mà mọi người mà cứ yêu quý như thế này thì em với anh cứ ra nhà hàng Nam Long cà phê suốt. Cà phê xong rồi lát nữa là anh em mình sẽ vào dùng bữa trưa vui vẻ trong này luôn. Rồi, em chào anh Chiến nhá. Rồi, em chào anh Đồng. Vâng, để cái không gián đoạn chương trình, một bản nhạc Nhớ Mùa Thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây là một bài mà Lê Duy Mạnh rất yêu thích. Và đúng không? Chẳng đâu chưa?
Vâng, vâng ạ, à, đúng rồi. Buổi sáng là thức dậy ở, ở bên nước ngoài nhớ về Hà Nội chảy nước mắt luôn đấy. Ở một nơi rất xa. Tâm hồn của đá đi, cái bài này chắc là phải anh Nhã đấy. Vâng. À đây là Linh Cốm không. Rồi, xin chào. Xin chào anh Xuân Hà là Thảo Lưu Dương Dũng rồi Trung Quốc. Chị... À vâng ạ, xin cảm ơn. Rồi bây giờ là hai anh em đang chờ yêu cầu tiếp theo của quý vị khán giả đây. Trong lúc mà chưa có gì thì mình sẽ chơi một bản nhạc nữa. À, bây giờ mình làm một bản nhạc nước ngoài đi. Mình sẽ chơi một mùa thu tàn hoa. Duy mạnh đấy. Chưa chơi bài này xem nào. Vừa ngay yêu cầu luôn. Tuy là bài này khá là lâu rồi nhưng mà bài này cũng là một cái bài rất là hay của ca nhạc sĩ Duy Mạnh. Duy Mạnh. Đúng rồi, Duy Mạnh. À, Hà Nội vào lạnh rồi, chờ mấy bài đông, à, chờ đông cũng được. Bên này này, bên em đang có một yêu cầu này, cũng là đang mùa thu nhé, mình nốt mùa thu nhé. Nốt mùa thu đây này có hàng hiệu xuất dư. À, bạn yêu cầu bài Mùa thu cho em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Rồi ok, mình sẽ nốt cái vòng này là vòng mùa thu để tí nữa mình chuyển sang đông. Đúng là Hà Nội bắt đầu lạnh rồi. À, tuy trời nắng như này thôi nhưng mà mọi người đi ra ngoài đường vẫn phải khoác một cái áo nhẹ, áo mỏng nhẹ.
cũng xe xe lạnh rồi. Mình chơi thú cho em son trưởng anh nhá. Mình chơi bốt xa luôn. Dễ chịu chiều Hồ Tây mùa thu cho em. Đúng rồi, bây giờ mọi người
đang mọi người đang sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, mọi người có thể ngồi xem. Ôi, nhiều người xem lắm anh ạ. À, xin cảm ơn đấy, xin cảm ơn tất cả các anh chị này, các bạn này. 1.01 triệu view này. À, đây này có bạn Hoàng Bát Trang 1.02 này đấy. Rồi à, ôi, xin cảm ơn, thả tim nhiều quá. Nhưng mà bên em là không nhận được sao. Fanpage thì có cái ấy đúng không? Có. Xin chào bạn Thịnh nhá, bạn Thịnh Com của tôi ở Hải Dương. Úi dồi ơi, nhạc sĩ Cơn Mơ Băng Giá này. Hai đồng chí tương mừng quá đây. Đây, xin chào nhạc sĩ Lê Thành Trung. Mà một nhạc sĩ mà có tác phẩm đến bao nhiêu năm nay kinh điển rồi, mọi người vẫn hát, đấy là bài Cơn Mơ Băng Giá. Úi giời, hay là chơi bài đấy nhỉ? À, không, nhạc sĩ yêu cầu gì đâu, nhạc sĩ không yêu cầu thì mà đấy. Em chào tiến sĩ Đàm Văn Phải, em xin chào anh Gia Anh Hưng nhá. Rồi, một ngày mùa đông rồi, đây này có một trang là Thẩm Mỹ Beauty, Busan Beauty này. À, muốn nghe một bài Một Ngày Mùa Đông anh ạ. À, anh Nhã. Rồi, ok. Rồi, ok. Thử nhá, em thử nhá. Thank you.
yêu cầu cái bài này. Có xin phép có đúng không, cho em xin ngụm nước trà đá đi cho. Rồi em dưỡng xưa. Buổi trưa giờ này mà mọi người bắt đầu được nghỉ làm rồi cho nên là mà vào đông lắm. 1,5 triệu rồi. 1,5 triệu rồi. Mọi người like, share rồi thả tim cho hai nghệ sĩ chúng tôi nhé. Bây giờ là nhạc sĩ Lê Thành Trung yêu cầu là Mạnh quánh guitar, Nhã thổi kèn. Em Hương Giang này, order Hello Việt Nam này. Ok này. Rồi, xin chào anh Đào Tấn này. Nguyễn Vinh, vâng ạ, em chào các anh. Hạ Trắng, à trời ơi, từ mùa thu cho đến mùa đông cho đến mùa hạ, tí nữa là bài tí nữa là bài chờ đông à. Ok. Anh Hải vào đây chơi với em một bản chờ đông đi. Bây giờ là đến chủ đề mùa đông thì anh Hải là một người anh chủ nhà hàng Nam Long. Thế nhưng mà anh chơi kèn rất hay. hôm nay khán giả rất là đông anh ạ. Hôm nay khán giả rất nhiều cho nên là anh em mình kéo nhau lên để cho nó thành 1,1 triệu view. Và mọi người có thể xem trực tiếp trên trên page cũng được, hoặc là tại quán bây giờ là mọi người cũng đang kéo ra đây rất là đông để ngồi chơi để xem. Nên mọi người ra đây số 1 Trần Vũ nhá. Dạ. Đấy, có cả mấy con thiên nga con vịt ở dưới kia nữa đang chuẩn bị lên rồi. Đấy. Cho em một xì giang đi.
Tuyệt vời, xin cảm ơn anh Hải. Anh Hải Nam Long, tiếng kèn rất là ngọt ngào. À, rồi đấy, một màn giao lưu đấy, anh là một doanh nghiệp, một doanh nhân nhưng mà anh chơi kèn rất là hay. Và xin giới thiệu là anh Đức Nhã, là một nghệ sĩ chơi guitar thì không nói rồi, quá hay rồi. Thế nhưng mà anh Hải Nam Long thì là cũng là một người chơi kèn saxophone là tay ngang thôi, nhưng mà cái tiếng kèn của anh rồi cái cảm xúc của anh cũng để lại trong lòng bao nhiêu bạn nữ rồi đấy. Và hiện tại anh Hải Nam Long cũng đang tham gia một cái câu lạc bộ là Mờ Sắc cùng với tất cả các anh em yêu saxophone. Anh chia sẻ một chút đi cho tất cả mọi người muốn chơi kèn đi anh nhỉ. Vâng, cảm ơn, phải nói là hai nghệ sĩ, cảm ơn Đức Nhã và cảm ơn Duy Mạnh. Duy Mạnh thì em thôi, nhưng mà tôi cũng luôn coi Duy Mạnh là một người thầy. Vì tôi mới có tập lại kèn saxophone trong cái dịp Covid và có tham gia câu lạc bộ Mờ Sắc của anh Lê Duy Mạnh, của nghệ sĩ Lê Duy Mạnh. Lê Duy Mạnh là hiện đang là một giảng viên của trường nhạc viện, học viện Viện Âm Nhạc Hà Nội. Một người rất đam mê và có những tiếng kèn thì thôi thì thực sự là quyến rũ rồi. Và tôi tham gia vào câu lạc bộ của Mờ Sắc thì tôi cũng học hỏi được rất nhiều, rất rất nhiều, từ những kỹ năng chơi kèn saxophone, rồi là những cái kỹ năng mà tiếng kèn hoặc là những xử lý. Thì anh em giao lưu, Mạnh cũng chỉ bảo cho anh em rất nhiều. Câu lạc bộ Mờ Sắc thì rất là đông. Và thực ra thì âm nhạc nó làm một cái gì đó nó rất là quyến rũ rồi. Mấy hai là nó làm lành nhiều các cái vết thương hoặc là những thời gian của chúng ta, gì stress hoặc là cái gì đó. Từ lúc mà tôi cảm nhận được tiếng kèn saxophone là tôi có đi tập thì tôi thấy thì mọi người hẳn hãy lên chơi một cái nhạc cụ gì đó, nhất là kèn saxophone, và hãy tham gia vào câu lạc bộ Mờ Sắc và hãy ủng hộ nghệ sĩ Lê Duy Mạnh trong những cái live show, cũng như là Đức Nhã trong những cái live show. Mà sắp tới các anh ấy sẽ có rất là nhiều nhiều những cái live show như thế này để phục vụ. Thứ nhất là phục vụ những cái vị khán giả mà yêu thích tiếng đàn và tiếng kèn của anh Mạnh, cũng như là chúng ta tìm hiểu xem tại sao mà lại saxophone nó lại quyến rũ như vậy và quyện cùng với cái guitar của Đức Nhã thì tại sao nó lại hay như vậy, đi vào lòng người như vậy. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ đã có cái buổi giao lưu tuyệt vời tại giữa cái Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch đẹp như thế này. Và có cái buổi giao lưu thực sự là khá bất ngờ, bởi vì đây là một cái gì đó, nó là cái duyên của hai nghệ sĩ. Và mong tất cả anh chị em nào mà có những cái show mini lớn nhỏ, lớn bé gì đó thì hai nghệ sĩ đều có thể tham gia phục vụ hết, bất kể là ở nơi nào, ở địa điểm nào và thời gian nào. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn anh Hải rất nhiều. Bây giờ như này, bây giờ thì cũng sắp đến cái giờ mà mọi người nghỉ trưa, và chắc là cái buổi livestream này sẽ diễn ra vào một cái buổi khác nữa. Thế cho nên là trong vòng 15 phút nữa là mình sẽ dừng. Thế cho nên là có thể là không đáp ứng được hết tất cả những cái yêu cầu của tất cả mọi người. Bây giờ mọi người vào xem đông này, mọi người yêu cầu quá trời luôn. Đấy. Đấy. Đây nha, em vừa thấy này, em vừa thấy mọi người vào xem này, riêng một góc trời này, này riêng một góc trời này, rồi là bên này thì là Diễm Xưa này, đây này anh Hồ Trúc này, order Hạ Trắng này, rồi là ở đây thì là bài gì về Bắc Ninh, bài Bắc Ninh thì mình anh em mình có cái bài Bèo Giặt Mây Trôi ấy nhờ, đúng không? Đấy. Thực ra là bây giờ như thế này là hiện tại là có ba bài yêu cầu, bên này là 4 bài. Thế thì bây giờ anh em mình sẽ chơi, mình chơi chơi một bài gì trước nhỉ? Mắt Sắp nhá, Nắng Thủy Tinh nữa này. Đấy, úi dồi ôi, đấy là mọi người. Vũ Hải, dạ vâng, ok. Thế bây giờ nha, mình sẽ Mắt Sắp cái bài Diễm Xưa và Bèo Giặt Mây Trôi. Bởi vì hai bạn được em sẽ thử, không cho em pha trưởng mà xong lát nữa là mình sẽ chơi Rê Thứ, Diễm Xưa Rê Thứ. Đấy, thì lát mình sẽ chơi Rê Thứ và pha trưởng của bài Bèo Giặt Mây Trôi.
Tí nữa anh Nhã sẽ solo một bài đi. Thank you.
Ôi, một sự kết hợp mà ngẫu hứng quá anh ạ. Yeah, xin cảm ơn anh Cường. Anh Nguyễn Mạnh Cường là cũng là một một người đam mê saxophone thì đúng là không có gì bằng, tại vì suốt ngày anh chỉ ôm kèn là từ sáng tới tối có thể ngồi chơi kèn được. Đấy. Em xem nào, bây xem có yêu cầu gì không? À rồi, ok. Đấy, ui giời, nghệ sĩ Trần Lực số 1. Anh Trần Lực hôm sau sẽ ra đây chơi nữa nha anh Trần Lực nha. Em có mọi người đang yêu cầu nắng thủy tinh của anh Trần Lực cái này. Anh ơi, thôi bây giờ này, nhiều quá thật sự là rất nhiều những yêu cầu mà không nghĩ rằng là mình được yêu thương đến thế anh ạ. Nha. Thôi bây giờ chơi một cái bài hot trend đi xong là anh em mình nghỉ. À, có cái bài gì bài ngày mai đi lấy chồng, à, ngày mai người ta đi lấy chồng. Đấy, bài đấy đang rất là hot mà anh Cường với anh Hải chắc là cũng chơi rồi đúng không? Ok. Mình chơi một bài đấy nữa xong bắt đầu là anh em sẽ nghỉ xong để dành một cái buổi hôm sau, tại vì hôm nay ngẫu hứng, mình ngẫu hứng quá cho nên là không có nhiều thời gian. Xin dành tặng cho tất cả các quý vị một bản nhạc nữa, một bản nhạc rất là hot, mặc dù là một bản nhạc để chơi kèn thì có thể là nó sẽ là một cái kiểu khác, nó không nhiều cảm xúc bằng cái lời hát đâu, nhưng mà chắc chắn mọi người nghe thử có khi lại hay đấy. Vâng, ngày mai người ta đi lấy chồng. Thank you.
Rồi. Đang đông quá nhỉ. Vâng, đấy ngày mai người ta ngày mai người ta đi lấy chồng hát vào đông người xem quá trời. 1.8 triệu view rồi. Vâng ạ, thôi để sẽ có một cái buổi nữa. Anh Đức Nhã và Duy Mạnh cùng tất cả các anh em sẽ chơi ok. Sẽ chơi một buổi livestream sớm hơn nữa. Và hôm nay là mình sẽ chơi một bản cuối cùng nhé. Bản cuối cùng thì dành tặng mọi người thật vui. Bản gì vui? 60 năm cuộc đời. Anh Hải chơi tông gì? Thì ngủ. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh, các chị, tất cả các bạn. Có một cái buổi livestream vui quá, một buổi sáng mùa thu. Mùa thu bây giờ là tuy là lạnh nhưng mà các anh em chơi nóng hết cả người. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào cái buổi khác. Và trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem, like, share và thả tim rất là nhiều, tặng sao nữa. Vâng ạ, xin cảm ơn.